Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huê. Hôm nay thì bên em lại về số lượng rất là lớn cái mẫu đồng hồ Ampere Kìm 3266TD. Đây là một cái dòng sản phẩm của thương hiệu LGTI các bác nhé. Thì cái thương hiệu này các bác muốn nhận biết được hàng chính hãng, các bác để ý này, nó sẽ có chữ R bé tí ở đây. Đấy, thì các bác nhìn thấy đây, nó chính là hàng chính hãng các bác nhé. Thì với cái đồng hồ Ampere Kìm 3266TD này thì nó là một cái đồng hồ vạn năng. Chúng ta có thể đo được rất nhiều các cái thông số và đo được tất cả mọi thứ trong lĩnh vực điện tử cũng như là các bác dùng gia đình thì các bác đều xài con này và đo được hết các bác nhé. Thì cái chức năng đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến toàn thể anh em đó là chức năng LCV. Chức năng LCV này thì nó sẽ là chức năng dò điện không tiếp xúc. Đấy. Chức năng tiếp theo là đo điện, đo dòng điện xoay chiều. Chức năng tiếp theo là đo tần số và đo điện áp xoay chiều. Chức năng tiếp theo là đo điện một chiều. Và đây là chức năng tổng hợp đo được thông mạch này, đo điện trở này, đo tụ và đo diode anh em nhé. Đấy, đo rất nhiều thông số. Đo HZ tần số, độ C và đo độ F các bác nhé. Đấy. Và một cái chức năng cực kỳ quan trọng ở trên cái đồng hồ này đó chính là đo nhầm không cháy các bác nhé. Đo nhầm nhưng mà không bị cháy. Đấy, một trong những cái tính năng mà rất nhiều các bác thợ cần. Đấy, các bác thợ sửa chữa thì cũng giống như mọi người, cũng giống như em thôi. Hay bị rơi vào cái trường hợp đó chính là mình nhãng ý, mình đang đo cái này nhưng mà lại vô tình đo nhầm sang cái khác. Nếu mà như ở các cái đồng hồ thường thì các bác đo nhầm phát như thế nó sẽ cháy ngay. Đấy, nhưng mà trên cái đồng hồ này không hề cháy các bác nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ trực tiếp đi test cái sản phẩm để cho các bác cùng theo dõi luôn nhé. Một chức năng quan trọng nhất và một chức năng rất nhiều bác cần nhất đó chính là chức năng đo nhầm không cháy. Thì bây giờ em sẽ trực tiếp test cái chức năng này để cho các bác cùng theo dõi nhé. Cái ổ điện này hiện tại đang có nguồn điện là 220V và em đang cắm sẵn hai cái que đo vào đây các bác nhé. Đấy, và đồng hồ hiện tại là em chưa bật. Đấy, bây giờ em sẽ bật cái đồng hồ này lên đo chức năng LCV này. Đấy, khi mà bật chức năng LCV này thì nó sẽ báo là đang có điện và đèn nó sẽ nháy và còi nó sẽ kêu như thế này các bác nhé. Chức năng tiếp theo, đây là đo điện áp, đo dòng điện xoay chiều. Đây là chức năng đo điện. Đây, hiện tại điện đang là 220 mấy vôn đây các bác nhé. Đấy, hiện tại các bác thấy đây, nó đang có điện. Đo điện một chiều. Đấy. Chức năng đo tổng hợp. Đo tần số 50.1Hz. Đo độ C, đo độ F. Đấy, các bác thấy không? Hiện tại đang có điện lưới 220 mà em đang xoay hết tất cả các thang đo. Nhưng mà đồng hồ vẫn bình thường các bác nhé. Đồng hồ vẫn bình thường, không bị chập cháy. Đấy. Điện áp vẫn là hơn 220V nhé. Đấy, các bác thấy không? Cực kỳ là xịn sò luôn. Và tiếp theo em sẽ chuyển thang đo về cái đo điện một chiều. Và em đang đo trên cái cục pin này các bác nhé. Cục pin này thì nó chưa được sạc. Đấy, và hiện tại thì số vôn của nó là 19.92V. Cục này mà sạc đầy thì các bác có thể đo được là 21V nhé. Đấy, còn hiện tại nó chưa sạc thì nó rơi vào tầm ngót 20V. Đấy, rất là đơn giản. Và các bác có thể là đo được rất nhiều tính năng nữa. Bây giờ em sẽ đo cái tụ để cho các bác cùng xem nhé. Đây là cái tụ có trị số là 30 microfarad. Tụ này thì là tụ cũ nhé. Đấy, để xem là khi mà đo nó sẽ là bao nhiêu microfarad. Và em sẽ ấn chuyển về cái thang đo là microfarad các bác nhé. Ấn chuyển về thang đo microfarad. Đấy, xem là đo nó là bao nhiêu microfarad. Các bác nhé, 29,2 microfarad. Đây, 28,86, gần 29 microfarad. Đấy, bởi vì cái tụ này là cái tụ cũ cho nên là cái trị số của nó sẽ không được chính xác các bác nhé. Đấy, rồi ok.
Em đã test những các cái tính năng cơ bản trên cái đồng hồ này. Còn về tất cả những cái tính năng này thì em sẽ có thêm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để cho các bác tiện theo dõi hơn nữa nhé. Thì về cơ bản cái đồng hồ này thì rất dễ sử dụng. Các bác muốn bật tắt đèn ở cái màn hình này thì các bác bấm vào và giữ cái nút hold này. Đấy, đèn nó sẽ sáng lên các bác nhé. Và tắt đi thì các bác ấn giữ là nó sẽ tắt đi. Đấy, rất là đơn giản. Dùng xong các bác chuyển về cái lớp off. Nếu các bác mà quên thì trong vòng khoảng 1-2 phút nó sẽ tự tắt nhé. Nó sẽ tự tắt để đảm bảo pin, các bác không hết pin. Đấy, thì với một cái bộ sản phẩm Ampere Kìm 3266TD này, thì khi mà các bác mua hàng thì sẽ có đầy đủ cái hộp đựng như thế này này. Một cái túi bảo hộ này, một đôi que đo điện đo nhiệt độ này, và một đôi que đo đa năng. Đấy, như thế này. Và một đôi pin nữa các bác nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này thì hiện tại bên cửa hàng bên em đang phân phối với một mức giá cực kỳ hợp lý thôi. Chỉ có hơn 200 ngàn là các bác đã sở hữu ngay một cái đồng hồ Ampere Kìm 3266TD này nhé. Thì các bác nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo 3 số điện thoại em để phía bên dưới màn hình các bác nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Và xin chào các bác.